Vâng, chào cả nhà. Chào tất cả mọi người. Hôm nay em làm cái đoạn video này để gửi gắm đến mọi người một cái cặp loa lời này. Cái cặp loa lời này thưa mọi người, nó là một cặp loa Onkyo mọi người nhé. Onkyo cổ rất tởm luôn. Onkyo lầm chầm rất to luôn, lầm chầm to gần bằng mặt luôn. Vâng, thưa ấy mọi người, như vậy là căn bản là thế này. Cái cặp loa này không bỗng nhiên mà nó có đâu. Cái cặp loa này là em về một cặp loa nhưng mà nó bị hỏng thùng. Nó hỏng thùng ngày nay, nay phải bán loa không. Loa thì thay gân rồi mọi người ạ, thay gân mới rồi, gân tốt rồi. Còn loa là còn riêng viên loa thay gân thì các bác anh chơi cũng chưa còn trả lại nữa rồi. Cái cặp loa này thì thưa ấy mọi người là chỉ ghép vào những cái các bác có những bộ karaoke để làm loa lời mà các bác đã mua cái loa bốt đấy, bâu đấy, là nó nhỏ nhỏ đấy, là cái loa của nó mấy trăm nghìn một cả phùng cả vỏ. Nhưng cái loa nó là cái loa nội, loa vớ vẩn thì nó hay chết. Các bác về thay cái loa này vào thì thôi rồi, tình yêu luôn. Hoặc các bác có cặp thùng để dùng với cái loa này thì thôi rồi luôn. Em lấy cái thước em đo cái cm của nó, cái bề mặt của nó để gửi gắm đến với mọi người. Loa là 12 mọi người ạ. Loa bát là 12 nhưng người ta gọi là 13 đấy. Vâng. Củ rất là gấu luôn mọi người nhé. Onkyo này. Onkyo mọi người nhé. Củ rất là to luôn, bự. Đấy vâng, cặp loa này thì tiếng đánh thì khỏi bàn luôn rồi. Đấy vâng, cũng thưa với mọi người như vậy. Côn rất là to luôn, đánh cực kỳ luôn. Khỏi bàn luôn, lâm châm to gần bằng mặt luôn mọi người ạ. Cặp loa này là tương đối khá đấy. Tương đối loa xịn. Cặp loa xịn đấy mọi người nhé. Cái này các bác chơi vào những cái dàn trung mini nhỏ mà loa nó hỏng thay cặp này vào chấm hết tình yêu luôn, thưa với mọi người như vậy. Để này các bác bạn biết rồi đây này, các bác biết, mọi người biết là cái cục của nó to gần bằng mặt luôn. Rất là ghê luôn. Kinh khủng luôn đấy. Loa sống ngon lành bảo đảm loa zin đấy nhá. Đây là đôi gân là thay nhá. Gân thay thì các bác thừa biết là riêng hàng loa bãi thì cũng nói bằng đủ luôn là cái gân thay là chuyện thường tình. Kể cả những cặp loa mấy chục triệu chứ không phải cặp loa này đâu. Cặp loa mấy chục triệu người thay gân. Cái này mà làm loa chung cho những chiếc loa thùng thì thôi rồi tình yêu luôn. Loa chung cho những cặp loa thùng thì thôi rồi tình yêu luôn. Cái này ghép vào cái gì cũng được. Là cái đôi loa lời của các bác mua cái loa nhỏ nhỏ đấy, loa nó cũng bằng này đấy, để làm loa lời cho bộ karaoke mà cái loa của nó loa rẻ tiền thì thay vào để nguyên cái thùng đấy, lấy cái mỗi cặp này thay vào thì thôi rồi. Hoặc là các bác có những cặp thùng mà cái loa chung của nó có vấn đề thay cái này vào thì chấm hết luôn. Cực kỳ ngon lành cành đào luôn, nó là hàng ngũ loa xịn. Vâng. Nên gửi gắm đến với mọi người vậy, cặp loa thay gân còn tất cả côn cung còn nguyên loa thì loa rất là ngon lành cành đào. Em bán 500.000 mọi người nhé, em bán 500.000. Ai thương yêu đến được thì điện về cho em qua số điện thoại 0982897746 và em gửi hàng cho đến nơi đến chốn. Em bán 500.000 cặp loa này mọi người nhé. 500 cặp loa này thì quá là đẹp rồi, bảo đảm với các bác các anh là loa côn gân của gân có thay dùng tay gân tốt là đẹp cung linh luôn. Nó nhiệt bãi thì gần như là đến 76-70% là phải thay gân. Chứ còn cũng rất nhiều cặp thay gân. Cái phần trăm thì chả nói được, có khả năng cũng chả nói được, nhưng mà loa là phải thay gân là nhiều. Vâng, em bán 500 cặp loa này nhé. Ai có nhu cầu xin liên lạc về cho em gửi hàng, em ship hàng toàn quốc nhé. Cái này dùng vào rất nhiều việc được, thay vào những cái cặp thùng hoặc là loa thùng. Hoặc là các bác thay vào những cái đôi loa lời. Cái đôi loa lời mua rồi đấy, như nãy em nói đấy. Nó bị chất lượng loa nó kém mấy trăm mấy cặp thùng đấy, thì cái đấy đánh nó không ấy thì là thay cặp lại vào thì thôi rồi luôn, không còn gì để cả luôn. Vâng, em bán 500 mọi người nhé. Ai có nhu cầu sử dụng đến nó thì xin liên lạc về cho em qua số điện thoại 0982897746. Vâng, em xin cảm ơn mọi người, cảm ơn các bác các anh các bạn đã xem video của em. Cái này nguyên nhân là thùng nó hỏng rồi, em phải tháo ra đấy mọi người nhé. Thùng nó là bị mục, đây là thùng mới đấy, nhìn còn mới lắm nhưng mà nó bị nở cho nên là bị ẩm nước nở, cho nên là phải bỏ ra, tháo ra, bỏ thôi. Vâng, ai có nhu cầu xin liên lạc với cho em xin cảm ơn mọi người.
Cảm ơn các bác, các anh, các bạn đã xem video của em. Vâng, em chào mọi người.